Chiều ngày 28 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khai mạc liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Xây dựng văn hóa học đường thủ đô. Tới dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trần Thế Cương, trưởng ban tổ chức liên hoan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng. Liên hoan cũng là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, là sân chơi nghệ thuật để các em học sinh được giao lưu, học hỏi về âm nhạc, góp phần mang lại không khí vui tươi phấn khởi trong các nhà trường. Là một hoạt động có ý nghĩa, là sân chơi nghệ thuật để các em học sinh được giao lưu, học hỏi về âm nhạc, góp phần mang lại không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường. Đây cũng là hoạt động của ngành giáo dục, thiết thực chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023. Trong lần đầu tiên tổ chức liên hoan các ban nhạc, nhóm nhạc học sinh trung học phổ thông đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của đông đảo học sinh, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ban hành kế hoạch tổ chức, đã có 35 ban nhạc, nhóm nhạc đến từ 31 trường trung học phổ thông công lập, tư thục và các trường có yếu tố nước ngoài đăng ký tham gia. Liên hoan sẽ diễn ra hai vòng, vòng sơ khảo và vòng trung khảo. Vòng sơ khảo tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, mỗi ban nhạc, nhóm nhạc sẽ dự thi hai tác phẩm với thể loại hòa tấu hoặc đệm hát. Vòng sơ khảo sẽ tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023. Mỗi ban nhạc nhóm nhạc sẽ dự thi hai tác phẩm với thể loại hòa tấu hoặc đệm hát, có thể kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ hiện đại. Căn cứ vào kết quả vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn các ban nhạc nhóm nhạc xuất sắc nhất để tham dự vòng trung khảo. Các ban nhạc nhóm nhạc tham dự vòng trung khảo sẽ thể hiện hai tác phẩm, trong đó có ít nhất một tác phẩm mới, không trùng lặp với tác phẩm đã biểu diễn tại vòng sơ khảo. Ngay sau lễ khai mạc, 11 ban nhạc với nhiều tiết mục đặc sắc đã lần lượt thể hiện